Em Út xin chào tất cả các anh chị em mình. Hôm nay em Út xin giới thiệu đến anh chị em mình một loại cây linh sam, đó là linh sam siêu bông ưu điểm nha cả nhà. Hiện tại thì cây này của em đang ra được rất là sum suê và hiện tại thì cây đang ra hoa luôn nha cả nhà. Đây là loại linh sam siêu bông ưu điểm. Nó khác với lại linh sam siêu bông nha cả nhà. Vì sao gọi nó là linh sam siêu bông ưu điểm? Đây, anh chị em mình sẽ nhìn cái lá. Nó sẽ nhỏ hơn cái lá siêu bông. Và cái bông hoa, cái màu tím của nó sẽ tím đậm hơn siêu bông nha cả nhà. Đó là linh sam siêu bông ưu điểm. Hôm nay em Út góp vui cùng anh chị em mình một cây linh sam siêu bông ưu điểm rễ quái, dáng bay luôn nha cả nhà. Cây này thì hoành là 14, chiều cao từ rễ tới đến ngọn là 17 nha cả nhà. Anh chị em nào nghĩ thì nhắn tin alo em Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Đây là linh sam siêu bông ưu điểm nha anh chị em mình. Nó sẽ khác với linh sam siêu bông nha, lá nó sẽ nhỏ hơn. Đây, em Út sẽ quay tận lá cho anh chị em mình xem. Lá nó sẽ nhỏ hơn linh sam siêu bông và hoa nó sẽ tím, màu tím đậm hơn linh sam siêu bông của mình nha. Màu tím rất là đậm nha anh chị em mình. Anh chị em đồng ý thì nhắn tin alo em Út nha. Số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Đây, cái bộ rễ rất là ok nha cả nhà ơi.